Ngọc Trang xin kính chào quý vị khán giả thân yêu đang đến với bản tin tổng hợp và những tin tức về dịch viêm phổi Vũ Hán ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị khán giả đã luôn dành thời gian theo dõi, ủng hộ và chia sẻ kênh của chúng tôi. Và thưa quý vị, trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ cho ra mắt kênh Dự báo Thời tiết để đem đến cho quý vị những tin tức về thời tiết trên cả nước. Rất mong quý vị sẽ luôn ủng hộ và đăng ký kênh Hành Trình Tương Lai Dự báo Thời tiết. Còn ngay bây giờ, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với điểm tin trong nước. Trước tiên sẽ là phần điểm tin chính. Đà Nẵng có thêm 10 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán được công bố khỏi bệnh. Giá thịt lợn giảm mạnh, bán không lấy lãi, lo đẩy hàng sớm. Hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi tròn 1 tháng mổ tách dính. Trụ cao thế vượt biển đổ nghiêng, hơn 1.000 hộ dân đảo Hòn Tre mất điện. Bắt xe tải chở 390.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc. Xe đẩy chở hàng trên thang cuốn Bixi Đà Lạt trượt xuống gây chết người. Việt Nam xoán ngôi Trung Quốc thành nhà cung cấp ván ép hàng đầu sang Mỹ. Đà Nẵng quyết liệt phạt người ra ngoài không cần thiết. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 8, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết có thêm 10 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán được công bố khỏi bệnh, nâng con số bệnh nhân khỏi bệnh tại Đà Nẵng là 35 người. Trong đó, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có 1 bệnh nhân là bệnh nhân số 783. Tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang có 9 bệnh nhân, bao gồm các bệnh nhân 467, 684, 706, 768, 801, 799, 809, 813 và 826. Các bệnh nhân sau khi ra viện đều phải thực hiện cách ly theo dõi y tế tại nơi cư trú đủ 14 ngày theo quy trình phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, giá thịt lợn trên cả nước có xu hướng giảm mạnh. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số địa phương như Phú Thọ, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, giá lợn hơi giảm từ 5.000 đến 8.000 đồng 1 kg so với hồi cuối tháng 7, xuống 83.000 đến 86.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung và miền Nam, giá lợn cũng dần hạ nhiệt, giảm còn 80.000 đến 86.000 đồng 1 kg. Ngoài ra, các siêu thị lớn như hệ thống siêu thị Go và Bixi trên toàn quốc triển khai chương trình bán thịt lợn không lợi nhuận áp dụng đến hết tháng 8. Hiện giá thịt lợn tại các hệ thống siêu thị trên dao động từ 100.000 đồng đến 164.500 đồng 1 kg tùy loại. Tương tự, siêu thị Copmark cho biết sẽ tập trung giảm giá liên tục vào 3 ngày cuối tuần trong suốt tháng 8 với mức từ 10 đến 20% áp dụng cho hầu hết các loại thịt lợn bán trong siêu thị. Ngày 15 tháng 8, tròn 1 tháng, hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi mổ tách dính. Chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ của hai bé, rất hạnh phúc khi thấy hai con khỏe mạnh, lanh lợi từng ngày trên hai cơ thể độc lập. Chị Thúy nhắn gửi với hai con rằng, tròn 1 tháng con bước vào cửa tử và đi ra với hình hài khác. Đây là điều hạnh phúc nhất mẹ mong chờ, luôn khỏe mạnh, bình an các con nhé. Những đau đớn nhất trong đời đã qua và các con sẽ sớm quên đi nó. Tương lai, các con sẽ tốt đẹp trong một hình hài mới. Các con sẽ có bạn cùng đi học, đi chơi và sẽ không bao giờ bị kỳ thị. Đến nay, sức khỏe hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đã có nhiều chuyển biến rất tích cực. Ăn khỏe, hợp tác tập vật lý, trị liệu tốt, đã có thể ngồi dậy, tích cực vui chơi với bố mẹ và các y bác sĩ. Dự kiến 5 tuần tới, hai bé sẽ tháo bột hoàn toàn, tập vật lý trị liệu và tập đi. Ngày 15 tháng 8, tin từ Ủy ban Nhân dân huyện đảo Kiên Hải cho hay, khoảng 0 giờ sáng cùng ngày, trụ điện số 25, trụ số 2 tính từ bờ phía Hòn Tre bị phát hiện đổ nghiêng về phía bên trái. Ngay sau khi phát hiện sự cố nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải đã yêu cầu đơn vị vận hành lưới điện báo về cho Điện lực Kiên Giang tiến hành ngắt điện khẩn cấp toàn tuyến cáp 22 kV, đưa điện từ đất liền ra đảo Hòn Tre. Kiểm tra thực tế cho thấy toàn bộ phần móng bê tông của trụ số 25 đã bị lật nghiêng. Nhận định ban đầu có thể do phần móng trụ bị va chạm mạnh bởi các phương tiện đi trên biển có tải trọng lớn. Một lãnh đạo Điện lực Kiên Giang cho biết do sự cố khá nghiêm trọng xảy ra lần đầu nên việc xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả cần phải có thời gian nhất định. Chưa thể biết chính xác khi nào sẽ vận hành tuyến cáp điện trở lại. Cũng trong ngày 15 tháng 8, thông tin từ Cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Tĩnh, bắt giữ xe tải chở số lượng lớn khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ.
Trước đó vào khoảng 3 giờ ngày 15 tháng 8, phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 34C12153 do tài xế Nguyễn Hữu Kiển, trú tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, có những biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng đã dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 156 thùng chứa 390.000 khẩu trang y tế và 12 thùng chứa gần 1.000 mũ bảo hiểm. Tại thời điểm bắt giữ, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết số hàng hóa trên được chở từ thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc. Hiện lực lượng quản lý thị trường tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị cùng lực lượng công an tỉnh phát hiện kho chứa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Amlasi tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một có hàng triệu sản phẩm găng tay y tế đã qua sử dụng, chuẩn bị xuất bán, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 2,1 triệu găng tay y tế đã tái chế, được đóng gói ghi nhãn trong hơn 2.100 thùng chuẩn bị xuất bán. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 1,4 tấn găng tay y tế đã qua sử dụng, đã được phân loại để chuẩn bị tái chế và hơn 1,1 tấn đang chờ phân loại. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để làm rõ xử lý theo quy định. Ngày 15 tháng 8, thông tin từ Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết về một trường hợp tử vong hy hữu tại siêu thị. Cụ thể như sau, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, bà Bùi Thị Hát, 69 tuổi, trú tại đường Hà Huy Tập, thành phố Đà Lạt, bị chiếc xe đẩy chở hàng từ trên thang cuốn trong trung tâm thương mại Bixi Đà Lạt tuột xuống, tông trúng người gây tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, hai nhân viên là TQB, 33 tuổi, trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, và LTC, 26 tuổi, trú tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, cùng đẩy xe hàng, loại xe đẩy tay, giao hàng cho cửa hàng ăn uống nằm trong trung tâm thương mại Bixi, quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt. Khi đẩy xe xuống cầu thang cuốn dẫn vào siêu thị, không may hai nhân viên này bị tuột tay. Chiếc xe trượt xuống theo thang cuốn, tông vào bà Bùi Thị Hát đang đi ngang phía dưới thang cuốn. Sau khi sự việc xảy ra, ban quản lý trung tâm thương mại đã đưa bà Hát đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, nhưng bà không qua khỏi. Hiện công an thành phố Đà Lạt và các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn gây chết người hy hữu này. Theo một báo cáo mới công bố của Indexbox, nhà xuất bản nghiên cứu thị trường hàng đầu trên thế giới cho biết, Việt Nam vừa vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp nước ngoài hàng đầu cho thị trường ván ép của Mỹ. Với số lượng nhập khẩu ván ép thương mại và ván ép cứng từ Việt Nam vào Mỹ tăng vọt trong năm 2018-2019, đạt mức 555.000 mét khối với giá trị lên đến 362 triệu USD, báo cáo cho biết. Ở diễn biến liên quan, một số mặt hàng ván ép của Trung Quốc hiện đang chịu mức thuế chống bán phá giá từ 171 đến 183,36%, thuế chống trợ cấp từ 22 đến 194,8% của Hoa Kỳ kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2018. Do đó có thể đã đưa Việt Nam lên vị trí nhà nhập khẩu hàng đầu của Mỹ với loại sản phẩm này. Sau Việt Nam là Indonesia với mức nhập khẩu 441.000 mét khối, của Nga là 432.000 mét khối và Canada là 411.000 mét khối. Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn xử phạt những trường hợp ra ngoài không cần thiết tại thời điểm này. Ngoài những trường hợp như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao. Những trường hợp khác đi ra ngoài trong thời gian cách ly xã hội có thể bị xử phạt hành chính lên đến 10 triệu đồng. Theo thống kê, từ lúc thành phố Đà Nẵng áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng vào ngày 28 tháng 7, các đơn vị chức năng đã nhắc nhở hơn 5.000 trường hợp tụ tập đông người, đạp xe, đi bộ tập thể dục, tụ tập ăn uống trước nhà, bán hàng dạo, bán hàng mang về. Qua đó, lực lượng chức năng đã xử phạt gần 500 trường hợp, chủ yếu là hành vi tập trung đông người, không đeo khẩu trang, tụ tập sử dụng ma túy, đánh bạc với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng đến với tin tức về Trung Quốc. Trước tiên sẽ là phần điểm tin chính. Mực nước sông Dương Tử tăng 12m, đập Tam Hiệp mở 6 cửa xả lũ. Trung Quốc tăng gấp đôi máy bay chiến đấu ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ. Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất yêu cầu chính quyền Trung Quốc hoàn trả 1,6 nghìn tỷ USD nợ trái phiếu. Mỹ và Israel gần đạt thỏa thuận loại trừ Huawei.
Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo chính thức của truyền thông Trung Quốc, trận lũ lụt số 4 năm 2020 trên sông Dương Tử đã hình thành khiến mực nước sông Dương Tử đoạn đi qua Trùng Khánh tăng 12 mét. Khu vực trung tâm thành phố Trùng Khánh đã vượt ngưỡng an toàn 0,10 mét, một số khu chợ đầu mối dọc bờ sông đều bị ngập. Trùng Khánh đã ban bố ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 2. Theo báo cáo, 41 nhánh sông ở thượng nguồn sông Dương Tử, bao gồm sông Mân Giang, sông Đà Giang và sông Gia Lăng đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo, khiến mực nước trên sông Dương Tử dâng cao. Cục Thủy văn thông tin cho biết, mực nước cao nhất ở trạm Thái Viên Bá trên sông Dương Tử vượt ngưỡng an toàn khoảng 0,75 m, mực nước cao nhất ở trạm Bắc Thốn Than trên sông Dương Tử vượt ngưỡng an toàn khoảng 0,35 m. Theo ước tính chính thức, đến 8 giờ ngày 15 tháng 8, lũ sẽ đi qua đập Tam Hiệp. Lưu lượng lớn nhất chảy vào hồ đạt 59.000 m khối một giây. Đập Tam Hiệp vì để bảo vệ mình, một lần nữa đã mở 6 cửa cống xả lũ với lưu lượng xả đạt 41.600 m khối một giây. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc CASI trực thuộc Đại học Hàng không Hoa Kỳ dựa trên các hình ảnh nguồn mở từ vệ tinh quan sát trái đất Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA cho thấy đã có 36 chiến đấu cơ và máy bay trực thăng Trung Quốc tập trung ở căn cứ không quân Houghton thuộc khu tự trị Tân Cương gần lãnh thổ tranh chấp Ladakh ở phía Bắc Ấn Độ. Trong số này có 24 tiêm kích J-11 hoặc J-16 Flanker là những kiểu máy bay dựa trên thiết kế của Nga, cùng với 6 máy bay chiến đấu J-8 cũ hơn, 2 máy bay vận tải Y-8G, 2 máy bay cảnh báo sớm trên không KJ-500, 2 trực thăng Mi-17, cộng một số máy bay không người lái tham sát và chiến đấu CH-4. Trước cuộc đụng độ biên giới hồi tháng 6 giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ, lực lượng không quân Trung Quốc chỉ có 12 chiếc Flanker và không có máy bay yểm trợ tại địa khu Houghton. Theo hãng tin Fox News, Thượng nghị sĩ Martha McSally và Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn đã đưa ra một nghị quyết nhằm yêu cầu chính quyền Trung Quốc hoàn trả tổng cộng 1,6 nghìn tỷ USD các khoản nợ trái phiếu của Hoa Kỳ. Những khoản nợ này đến từ chính phủ thời nhà Thanh và nhiều hơn trái phiếu mà chính phủ Hoa Kỳ đang nợ Trung Quốc. Đề xuất này kêu gọi Tổng thống Trump làm hết sức có thể để giải quyết khoản nợ chủ quyền còn tồn đọng. Nghị sĩ Blackburn cho biết người Mỹ đang kiện chính phủ Trung Quốc về trách nhiệm của họ trong đại dịch đang diễn ra. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc xâm phạm lợi ích của người dân Mỹ. Hiện vẫn còn 20.000 gia đình Mỹ sở hữu món nợ tổng cộng 1,6 nghìn tỷ USD của Trung Quốc. Món nợ này chính quyền Trung Quốc đã nợ từ đầu thế kỷ 20. Một quan chức Mỹ gần đây cho biết Israel và Mỹ sắp đạt thỏa thuận. Trong đó, Israel cam kết sẽ không sử dụng công nghệ Trung Quốc trong mạng lưới 5G của nước này, do đó ngăn cản sự tham gia mạng 5G của Huawei tại Israel. Quan chức này nói với tờ Reuters rằng Israel và Mỹ có thể sẽ ký một biên bản ghi nhớ về vấn đề này trong vòng vài tuần. Trước đó, tờ Jerusalem Post đã dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Mỹ lạc quan Israel sẽ chỉ chọn các nhà cung cấp đáng tin cậy trong việc kiến lập mạng 5G của mình. Trước đó, Washington đã cáo buộc Huawei là công cụ gián điệp của chính quyền Trung Quốc và thiết bị của nó có thể bị chính quyền Trung Quốc sử dụng để thực hiện các hoạt động gián điệp. Do đó, các quan chức Mỹ đã kêu gọi các đồng minh và đối tác loại trừ việc Huawei tham gia xây dựng mạng 5G. Và ngay sau đây sẽ là tin tức trên thế giới. Trước tiên sẽ là phần điểm tin chính. Nhóm tàu sân bay Mỹ diễn tập trên Biển Đông. Những triệu chứng xuất hiện đầu tiên khi bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Google ngừng trả lời yêu cầu cung cấp dữ liệu người dùng từ chính quyền Hồng Kông. Iran bán trái phép dầu thô cho Venezuela. Đài Loan thử nghiệm tên lửa có tầm bắn không giới hạn. EU áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Belarus. Bác sĩ Hàn Quốc đình công trên toàn quốc phản đối kế hoạch cải cách y tế của chính phủ. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Hải quân Mỹ ra thông cáo cho biết nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tiến vào Biển Đông và diễn tập phòng không nhằm duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở và tự do. Nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, không đoàn số 5, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Merton và USS Rafael Peralta đã thực hiện các hoạt động bay với tiêm kích, máy bay cảnh báo sớm và trực thăng cũng như diễn tập giữ ổn định hàng hải.
Đợt huấn luyện chung này bao gồm diễn tập chiến đấu tìm kiếm cứu nạn, diễn tập phòng không nhằm tăng cường khả năng của lực lượng trong việc ứng phó với các tình huống bất thường tại khu vực và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu. Hải quân Mỹ thường xuyên diễn tập với các nhánh khác của quân đội Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến. Các hoạt động tại Biển Đông của Hải quân Mỹ thể hiện cam kết lâu dài của nước này với các đồng minh và đối tác trong khu vực, cũng như cho thấy cách tiếp cận mang tính hợp tác của Washington đối với vấn đề an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông. Theo một nghiên cứu được công bố bởi Đại học Nam California trên tạp chí Frontier in Public Health, khi một người nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, các dấu hiệu sớm nhất của bệnh có thể lần lượt là sốt, sau đó là ho và đau cơ, sau đó là cảm giác buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Nghiên cứu sinh kiêm trưởng nhóm nghiên cứu Joseph Lashen cho biết, thứ tự các triệu chứng bệnh rất quan trọng vì có nhiều loại bệnh khác như cúm có triệu chứng giống với viêm phổi Vũ Hán, nhưng lại có thứ tự xuất hiện khác nhau. Phát hiện mới nhất này được coi là một bước ngoặt trong việc nghiên cứu virus viêm phổi Vũ Hán, vì theo đó con người có thể nhận biết bệnh nhanh hơn và đưa ra phương án điều trị phù hợp. Chẩn đoán sớm là chìa khóa để ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng trở xấu. Ngoài ra, việc phát hiện sớm tình trạng bệnh có thể làm giảm thời gian nằm viện. Tờ Washington Post đưa tin, Google sẽ ngừng trả lời trực tiếp các yêu cầu cung cấp dữ liệu người dùng từ chính quyền Hồng Kông. Theo sau việc ban hành luật an ninh quốc gia mới, điều này có nghĩa là tập đoàn công nghệ này sẽ đối xử bình đẳng với Hồng Kông và Trung Quốc trong vấn đề này. Alphabet Inc., công ty mẹ của Google, tuyên bố rằng kể từ khi luật an ninh quốc gia mới có hiệu lực hồi cuối tháng 6, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã không tạo ra bất kỳ dữ liệu nào và đã không trực tiếp phản hồi các yêu cầu cung cấp dữ liệu sau đó nhằm bảo vệ quyền riêng tư người dùng. Đây là tập đoàn công nghệ đầu tiên công bố quyết định này. Tờ Washington Post cho biết thêm, Google đã thông báo cho cảnh sát Hồng Kông rằng họ sẽ có hướng dẫn các quan chức tìm kiếm các yêu cầu cung cấp dữ liệu đến hiệp ước tương trợ tư pháp đã ký với Mỹ, tức là các yêu cầu này sẽ phải thông qua Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Hãng tin Fox News cho hay, các quan chức cấp cao Hoa Kỳ xác nhận rằng phía Mỹ đã bắt giữ 4 tàu chở hàng của Iran đang trên đường đến Venezuela nhằm chặn phá một nguồn cung dầu then chốt cho Tehran và Caracas khi hai nước này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran và Venezuela đang cố gắng loại bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách thiết lập quan hệ đối tác dầu mỏ. Lô dầu mỏ bị tịch thu đã trực tiếp vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan của Hoa Kỳ. Tất cả các lô dầu mỏ trên 4 con tàu này đều được thu xếp bởi một doanh nhân ở Anh, có mối liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, một nhánh của lực lượng vũ trang Iran. Chính phủ Mỹ trước đó đã chỉ định lực lượng vệ binh cách mạng là một tổ chức khủng bố và lô dầu thô Iran bán cho Venezuela sẽ hỗ trợ tài chính cho hoạt động vũ trang của lực lượng này. Theo tờ Taiwan News, Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan phụ trách các đơn vị phát triển vũ khí cho Đài Loan cho biết, Viện Khoa học và Công nghệ Chungsan đang tiến hành việc thử nghiệm tên lửa kéo dài 4 ngày. Khu vực tiến hành thử nghiệm trải dài từ căn cứ quân sự Jiupang ở huyện Pingtung, phía cực nam của hòn đảo, phía đông qua đảo Xanh đến đảo Orchis, và sau đó xuyên suốt về phía bắc qua huyện Hoa Liên đến huyện Yilan ở vùng đông bắc. Theo hãng tin CNA, các tên lửa được Đài Loan đem thử nghiệm lần này có tầm bắn không giới hạn, vì thế có thể suy đoán rằng quốc đảo sẽ kiểm tra hiệu quả của các tên lửa từ loại đất đối không Skybow 3 đến loại tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa Yunfeng, cùng với tên lửa tấn công tàu chiến Hsiungfeng. Trong khi đó, các chuyên gia cũng có nhận định với báo cáo của hãng tin CNA rằng bất kỳ loại tên lửa nào từ chống hạm đến đất đối không đều có thể có mặt trong cuộc thử nghiệm lần này của Đài Loan. Động thái này xuất hiện sau khi quân đội Trung Quốc tuyên bố vừa thực hiện các cuộc tập trận ngay bên cạnh Đài Loan. Cũng theo hãng tin Reuters, cuộc bầu cử ở Belarus diễn ra cuối tuần trước đã bị chỉ trích vì gian lận. Các cuộc biểu tình đã nổ ra chỉ trích nạn gian lận bầu cử gây nên các cuộc đụng độ đẫm máu nổ ra giữa người dân và cảnh sát. Do đó, Liên minh châu EU thông báo rằng họ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Belarus, chỉ thị cho bộ phận chính sách đối ngoại chuẩn bị một danh sách đen gồm những người phải chịu trách nhiệm cho việc này. Theo các nguồn tin ngoại giao cho biết, EU sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Belarus theo hình thức cấm thị thực và phong tỏa tài sản của những người bị trừng phạt tại EU. Lệnh cấm có thể sẽ được hoàn tất ngay sau cuối tháng này. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhiều bác sĩ trên khắp Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc đình công kéo dài một ngày để phản đối kế hoạch cải cách y tế của chính phủ. Cuộc đình công này là một phần sự phản đối mạnh mẽ của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc KMA đối với kế hoạch của chính phủ về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường y.
KMA cho biết trong số những người tham gia cuộc đình công có các bác sĩ tại các phòng khám nhỏ và một số bác sĩ tập sự tại các bệnh viện đa khoa. Tuy nhiên, các bác sĩ đảm nhiệm những vị trí thiết yếu như trong khoa hồi sức tích cực, phòng phẫu thuật và cấp cứu vẫn tiếp tục túc trực bình thường. Cơ quan quản lý y tế cho biết không có sự gián đoạn công việc lớn nào do các bệnh viện đã huy động các nhân viên y tế thay thế và bác sĩ ở các khoa quan trọng không tham gia cuộc đình công này. Và ngay bây giờ sẽ là một vài tin tức về khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu mới được công bố của Ngân hàng Trung ương Indonesia BI, nợ nước ngoài của nước này bao gồm các khoản vay của chính phủ và khu vực tư nhân đã ở mức 408,6 tỷ USD tính đến cuối tháng 6 năm 2020, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nợ nước ngoài của Indonesia tăng đáng kể, chủ yếu do chính phủ nước này phát hành trái phiếu Hồi giáo toàn cầu và một lượng lớn giấy nợ có chủ quyền được bán cho các nhà đầu tư nước ngoài, như một phần trong nỗ lực nhằm ứng phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán và thúc đẩy đà phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, kinh tế Indonesia đã giảm 5,32% trong quý 2 năm 2020, mức giảm sâu nhất kể từ năm 1999 do tác động của đại dịch. Chính phủ Indonesia kỳ vọng kinh tế nước này sẽ giảm 0,4% hoặc tăng trưởng 1% trong năm nay. Mới đây, một nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Khoa học Sức khỏe và Bệnh truyền nhiễm Thái Lan đã thực hiện chuyến lùng bắt rơi ở vườn quốc gia Sayok ở tỉnh Kanchanaburi, miền Tây của Thái Lan. Họ đã giăng lưới bẫy khoảng 200 con rơi sống trong 3 hang động khác nhau và tiến hành lấy nước bọt, máu và phân từ các cá thể này nhằm truy dấu chủng virus viêm phổi Vũ Hán. Thái Lan có 19 loài rơi móng ngựa nhưng vẫn chưa có nghiên cứu nào trên các loài này về khả năng mang mầm bệnh và lây truyền virus corona sang người. Và bây giờ sẽ là phần tin đáng chú ý trong ngày. Trước tiên sẽ là tin đáng chú ý tại Việt Nam. Cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh bắt giữ xe tải chở số lượng lớn khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ. Ngoài ra, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị cùng lực lượng công an cũng vừa phát hiện hơn 2,1 triệu găng tay y tế đã tái chế, được đóng gói ghi nhãn trong hơn 2.100 thùng chuẩn bị xuất bán. Thưa quý vị, tổng số ca nhiễm trên cả nước hiện đang là 950 ca, trong đó có 23 ca tử vong và 437 ca hồi phục. Ngay sau đây sẽ là tin đáng chú ý trên thế giới. Theo báo cáo chính thức của truyền thông Trung Quốc, trận lũ lụt số 4 năm 2020 trên sông Dương Tử đã hình thành khiến mực nước sông Dương Tử đoạn đi qua Trùng Khánh tăng 12 mét. Khu vực trung tâm thành phố Trùng Khánh đã vượt ngưỡng an toàn 0,10 mét. Một số khu chợ đầu mối dọc bờ sông đều bị ngập. Trùng Khánh đã ban bố ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 2. Theo hãng tin Reuters, cuộc bầu cử ở Belarus diễn ra cuối tuần trước đã bị chỉ trích vì gian lận. Các cuộc biểu tình đã nổ ra chỉ trích nạn gian lận bầu cử gây nên các cuộc đụng độ đẫm máu nổ ra giữa người dân và cảnh sát. Tiếp theo sẽ là tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán theo nguồn World Meter. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lúc này là 21.379.516 ca. Tổng số ca tử vong đang là 763.836 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 14.164.241 ca. Thưa quý vị và các bạn, những con số vừa rồi đã khép lại phần tin tổng hợp và những tin tức về dịch viêm phổi Vũ Hán ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và ngay bây giờ, Ngọc Trang sẽ chia sẻ đến quý vị phần được rất nhiều các khán giả mong chờ và yêu thích nhất, đó chính là phần Nhân Sinh Cảm Ngộ. Quý vị và các bạn thân mến, ở một góc độ nào đó, trưởng thành là với những điều chúng ta muốn mà không đạt được, chúng ta vẫn có thể chấp nhận. Với những điều chúng ta sợ, chúng ta vẫn có thể đối mặt. Đối với những điều chúng ta ghét, chúng ta vẫn có thể chịu đựng. Trưởng thành không có nghĩa là trái tim già nua, mà là coi nhẹ, đối đãi với sự việc một cách trầm ổn. Đời người giống như một cái cây, nhờ gió mưa mà phát triển, nhờ ánh nắng mặt trời mà nở hoa, kết trái, rồi cuối cùng tan úa và chết đi. Cái cây ấy từ mầm nhỏ rồi lớn dần lên, trải qua nắng mưa sương gió, nó cũng dần trưởng thành. Khi càng phải đối mặt với những cơn bão lớn mà không khiến nó quỵ ngã, ấy cũng chính là khiến cái cây ngày càng dần vững vàng hơn. Chúng ta cũng như vậy, đã từng phải đối mặt với những điều không ưa, tự cho là không thể chịu được, nhưng giờ quay đầu nhìn lại, hoặc gặp sự việc tương tự lại chỉ cười nhẹ trong tâm. Trưởng thành không phải là nhìn thấu tất cả, mà là coi nhẹ, biết buông xả.
Thưa quý vị, trong cuộc sống cũng nhiều khi Ngọc Trang gặp phải những chuyện không như ý, nhưng nhờ có cách buông nhẹ và coi nhẹ mọi chuyện, Ngọc Trang đã cảm thấy trong tâm thư thái hơn rất nhiều. Và xin chúc cho quý vị và các bạn cũng tìm được niềm an vui trong tâm hồn của mình. Trước khi tạm biệt nhau, Ngọc Trang vẫn muốn chia sẻ đến quý vị có một phương pháp để chúng ta rèn luyện sức khỏe, đó chính là luyện tập khí công. Vì theo như chúng tôi được biết, luyện tập khí công cũng làm liệu pháp thật tốt, hỗ trợ cơ thể tái tạo tế bào, trẻ hóa não bộ, tăng cường thải độc, tăng sức đề kháng, giảm stress, giúp bạn kiểm soát cảm xúc và tích cực hơn trong cuộc sống. Nếu yêu mến Hành Trình Tương Lai, quý vị đừng quên chia sẻ và tiếp tục đăng ký kênh Hành Trình Tương Lai dự báo thời tiết quý vị nhé. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi một video. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo.